Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay Hoàng Nhân TV được mọi người đến đi coi căn hộ với Niêm Chung mới được bàn giao mọi người nhé. Đây là căn hộ ở tòa nhà CT3. Căn này là căn góc 75m². Đấy. Đây là không gian phòng khách này. Đó. Thì đó sẽ có một không gian bếp họ thiết kế rất là đẹp cả nhà, ngay cái ban công này luôn. Đó. View ra đường 19 tháng 5. Đấy. Thì căn này phòng ngủ sẽ thiết kế là một toilet bên trong và một toilet bên ngoài phòng ngủ mọi người nha. Hai ban công luôn, một ban công 19 tháng 5, một ban công thì view hồ từ phòng khách nhìn ra. Đấy. Đây là phòng ngủ thứ nhất này, phòng ngủ này thì không có toilet. Đó, toilet bên ngoài dùng chung. Đấy. Còn một phòng ngủ thứ hai thì sẽ có toilet, tiếp nhà TV đưa mọi người đến coi. Nói chung là chất lượng của căn hộ CT3 chỗ tôi với Niêm Chung thì rất là đẹp cả nhà. Đó, đây ban công này, view xuống hồ. Hồ nước và cây xanh nhìn rất là mát mắt phải không ạ? Đấy. Đây là phòng ngủ thứ hai có toilet bên trong, nó thiết kế rất là đẹp. Và nhà TV thấy đẹp, còn cả nhà có đánh giá thế nào thì comment vô video này nhé. Căn hộ rất là chất lượng đấy.